Rồi, chào mừng tất cả các bạn đến với channel Nắng Ấm Vui Tươi nha. Hôm nay mình sẽ quay cho mấy bạn về Tết những chiếc máy cắt lúa của quân ta gặp những cái vùng đất lầy các bạn ơi. Rồi, xin chào các bạn xem nha. Hôm nay là mở đồng mới và đồng thời cũng kết thúc đồng mới trong ngày hôm nay luôn các bạn. Sợ mưa không mấy bạn ơi? Rồi, ơi, coi kìa. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là khó khăn để cắt những đất lầy lội như thế này nha các bạn. Xa thì trước mắt của mấy bạn là cảnh thu nhỏ của miền Tây đang thu hoạch lúa, thì ở dưới đó là có 3 chiếc máy cắt lúa nó đang làm việc trên vùng đất lúng này. Rồi bây giờ là chiếc máy nào gần nhất thì mình sẽ quay cho mấy bạn xem, và chiếc máy nào xa thì khi nào nó chạy gần thì mình sẽ quay lại cho mấy bạn xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ coi cái chiếc Kubota DC70 này nó sẽ chạy lên cái chỗ này như thế nào nha. Rồi trong thời gian chờ đợi nó lên lúc này thì mình sẽ cho mấy bạn xem về cảnh hai chiếc máy, một cái chiếc máy Kubota DC105X và một cái chiếc máy Kubota DC70 đang xử lý những cái đống đất lúng lầy. Rồi nó đang chạy dần dần lên các bạn ơi. Rồi chiếc 70 có bộ nó siêu siêu các bạn. Rồi mình quay trở lại với cái con Kubota DC70 này nha. Rồi ngập rồi. Thời gian chờ đợi cái chỗ này nó đẩy. Ồ. Vượng rồi. Rồi chắc không lên rồi mấy bạn ơi. Rồi lên được rồi. Ồ mừng quá. Đó các lúa lúc này là nó phải bị nhiều những cái cảnh gì đó mấy bạn. Còn nữa chứ không phải là bao nhiêu đó đâu nghe mấy bạn ơi. Rồi chấm đích nữa kìa mấy bạn. Rồi để các bạn không nhàm chán mình sẽ quay qua đây, mình sẽ quay hai con này cho các bạn xem. Rồi trước mắt của các bạn là một con 70 và một cái con 105 nha. Rồi để dùng lên đất lúng lầy nè mấy bạn ơi. Rồi máy 70 trao rồi kìa. Thank you.
quay qua trở qua đây, mình sẽ quay cho mấy bạn xem hai con cua ta 70 ở vùng đất này bên đây nha. Mình đang đứng cặp bờ kênh mấy bạn. Con này chuẩn bị vô tới vùng cấm địa mấy bạn ơi, chuẩn bị xem cảnh lúng lầy của nó nha. Rồi nó sẽ cắt chừng khoảng 10 mét nữa thì nó sẽ 5 mét à, nó sẽ dính vô một cái bãi lúng đó mấy bạn thấy chưa, mình vừa nói rồi đó. Bây giờ là gượng lên nè, rồi không biết gượng lên nổi không nữa nè. Năm trước thì nó lầy ở chỗ này thì hơi bị lâu quá mấy bạn. Rồi 3-4 chiếc máy nó dính chùm cái này. Rồi bây giờ là anh em có thể là xúm nhau đẩy tiếp chiếc máy lên nha. Rồi lên được rồi mấy bạn ơi. Rồi sơ bộ là chiếc máy này nó tương đối khỏe rồi đó. Rồi giờ tiếp tục nó cắt nữa nè. Rồi phía xa xa nó thì cũng có hai chiếc máy đang xử lý đất ở trên những cái vùng đất lung nè mấy bạn, xử lý lúa chứ. Rồi mấy bạn thấy chưa, rồi mình sẽ quay ngược qua đây lại tiếp tục với con Kubota DC105 và cái con Kubota DC70. Rồi đây con cũng 70 nữa. Rồi bữa nay là cắt lúa hơi bị nhiều mấy bạn đó, 105 hiện giờ là đang tiến lại rất là gần với mình rồi nè, mình sẽ quay cho mấy bạn xem nè. Rồi cái vùng đất chỗ con Kubota 105 thì tương đối là khô, nó ok hơn, nó không lúng nhiều so với những cái vùng đất của những chiếc máy 70. Rồi xa xa đây là mấy bạn thấy chiếc máy 70 nè, rồi nó đang vô những cái vùng lúng lầy mấy bạn, nó bỏ nguyên một khúc ở dưới kia luôn, không cắt được, cái đó là phải cắt tay. Rồi bên đây cũng người bạn thôi, nó nè thọc tới thọc lui giờ mới cắt được cái vùng đó. Tại đây nha các bạn ơi, nó toàn cảnh của lúa miền Tây này nè.